Ngày hội năm nay được Đồng Tháp tổ chức với quy mô cấp tỉnh nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh và thương hiệu của cá tra Đồng Tháp, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ giao lưu, trao đổi thông tin thị trường để có những định hướng tốt nhất cho ngành hàng. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thông tin, những năm qua, ngành hàng của địa phương có sự chuyển biến tích cực với sự cam kết phát triển toàn chuỗi theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững với môi trường, từ đó tạo ra các giá trị xã hội bao trùm, giúp giảm đáng kể các rủi ro môi trường, đáp ứng ngày càng cao các tiêu chí của nhà nhập khẩu. Đây cũng là định hướng chiến lược của tỉnh. Trong khuôn khổ ngày hội còn có không gian trưng bày giới thiệu về chuỗi giá trị ngành hàng cá tra để người dân và du khách có thêm thông tin, trải nghiệm. Cá tra là một trong năm ngành hàng chủ lực của tỉnh. Ngoài sản phẩm phi lê truyền thống, các doanh nghiệp còn chế biến sâu với đa dạng sản phẩm phục vụ nhu cầu của các phân khúc khách hàng trong và ngoài nước. Dịp này, ban tổ chức còn có hoạt động thả ngư đăng, hoa đăng trên sông Hồng Ngự. Sự kiện truyền đi thông điệp kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ nguồn nước, môi trường sống cho các loài thủy sinh bản địa, từ đó để bảo tồn được tính đa dạng về chủng loài thủy sản đặc trưng của địa phương, tiến tới khai thác bền vững nguồn loài thủy sản từ tự nhiên.